1001 câu chuyện. Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vui đồ chơi mới thôi nào. Đây, wow, tên tên tên. Và đây chính là bộ sưu tập chó ở xóm chị. Đây là chó nhà chị nè. Rồi đây là chó của nhà bà Bảy. Đây là chó của nhà bé Ba. Đây là chó của nhà ông Hai. Đây là chó của nhà cô Sáu. Còn đây là chó của nhà chú Bảy. Rồi các bạn xem đi, tổng thể 6 chú chó ở xóm chị rất là dễ thương. Và chị thấy nó giống giống mấy con chó ở đâu nè. Các bạn có nhận ra là cái con chó này nó quen lắm không? Là nó ở đâu ta? Nó màu hồng và nó siêu dễ thương luôn. Hình như nó nổi tiếng lắm đó. Chứ chẳng phải đơn giản là mấy con chó ở xóm chị đâu. Tại vì nếu chó của xóm chị thì làm sao mà lại được nổi tiếng như thế này. Thôi thì bây giờ mình cứ trang trí cho bạn này đi nha. Đó, chó thì cũng được trang điểm nha các bạn. Chị thấy cặp mắt này nó siêu dễ thương nè. Và chị sẽ trang trí cho các bạn chó này là chó hồng. Ồ, trời ơi, cái mặt gì mà thấy ghét dữ vậy trời. Cho cái miệng này đi. Đó, trời ơi, cưng dữ ha. Rồi, ở đây còn có thêm cái đồ để đeo cổ nữa nè. Wow, thật là xịn sò. Chắc là chó hoàng gia rồi, chứ không phải chó xóm chị rồi. Bây giờ thì chỉ có thể là mình sẽ đính thêm cái này nè. Kiểu như là tóc giả hả các bạn? Trời ơi, chó cũng được đội tóc giả rồi nữa. Xịn quá, xịn luôn. Đeo lai á, đeo lai tóc hồng nè. Chị đây còn chưa được đeo lai tóc hồng nữa mà nó được đeo rồi, sướng ghê á. Đây, sẽ cho nó cái nơ như thế này. Trời ơi, siêu đẹp luôn. Siêu đẹp nha. Đây, cái nón thì tạm thời chị sẽ để kiểu như vậy cho nó đang cầm cái nón này nha. Đây. Bạn chó nào, bạn cún nào thì dễ thương nhất nha. Ngoài ra thì mình cũng có thể là thay đổi màu mắt rồi nè. Thì màu mắt của bạn chó hồng nữa thì chị sẽ để ở đây. Đó, bạn còn biết đá lông nheo đồ nữa. Tiếp theo, trời ơi, một Barbie. Mình sẽ tháo cái này trước cho nó dễ dáng nữa nè. Đó, người ta thích cũng khá là ok. Wow, mình sẽ dán thử đủ hết cái mẫu mắt coi sao ha. Một. Đó, các bạn thấy như thế nào? Không có được đẹp lắm nha. Chắc là do chị dán cái miệng nó bị sai hay gì á. Ui trời, mình sẽ dán lại. Đó, cái miệng như thế này mới là đúng này nha. Thì cặp mắt này các bạn thấy nó ok chưa? Đây, mình sẽ đổi qua mặt này nha. Wow, cái vẻ mặt rất là ngây ngô và ngơ ngác. Tèn tén, và đây là một cặp mắt rất là ngây thơ và dễ thương nữa nè. Đó, cái miệng cười đơn giản. Nhưng khuôn mặt này mới là khuôn mặt chị thích nhất, cho nên là chị sẽ chọn nó. Và đây, đó, bây giờ thì mình sẽ đội nón vô. Ok. Rồi, cái này là cái ba lô hả các bạn? Đúng không? Wow, cái ba lô nữa chứ. Sao mà con cún này sướng ghê. Giống như là được đi học đồ nữa. Rồi, tiếp theo thì ở đây là nó sẽ có một cái huy hiệu. Cái vòng đeo cổ nè. Ok, sao chị nhìn nó quen quá mà chị không nhớ được là chị đã gặp mấy con chó này ở đâu. Ok, chắc là chó xóm chị rồi. Wow, bạn còn có một cái sẻng nữa hả? Còn cái miệng thì cho ngậm cục xương. Wow, nhìn siêu ngầu, siêu đáng yêu luôn. Ây da, ây, và bạn ấy sẽ được đứng ở đây nha. Wow, và mới hai bạn này thôi thì đã thấy quá dễ thương rồi. Tiếp theo, anh chó này thì siêu đẹp trai và con vẻ rất là ngầu và thông minh nha. À, màu xanh đậm, nâu chứ mặc áo màu xanh đậm. Chúng ta sẽ cùng tháo ra. Bạn này nhìn rất là oai luôn đó. Chúng ta sẽ tạo hình cho bạn ấy sao cho nó thật là ngầu nha. Và trong các cặp mắt ở đây thì chúng ta sẽ chọn khuôn mặt này đi. Chị vẫn thích là những khuôn mặt dễ thương. Và đây ha, chúng ta sẽ chọn nè. Ok, khoan, chị sẽ ráp vô. Đó, siêu đẹp trai. Đây, rồi bên đây nữa nha. Ok. Và cái miệng này thì sẽ cười thật là tươi. Wow. Đó, nhìn bạn này quá thông minh và ngầu ha. Ngoài ra thì bạn ấy sẽ còn được trang bị thêm nón nè. Rồi, vòng cổ nè. Giống như là mấy bạn chó này ở chung một đội hay sao đó. Wow. Và cái này thì đeo ở đâu đây? Ý, chẳng lẽ là đeo ở đây. Là một công án à. Bộ đàm để nói chuyện nữa nè. Rồi ở đây thì bạn đó còn có một cái loa, cầm loa để thông báo. Và còn có một cái kèn đeo ở trên hông nè. Trời ơi, bạn ấy là một chú chó công an. Quá xịn luôn. Mình sẽ để ở đây nha. Siêu ngầu, siêu đẹp trai. Tiếp theo thì là bạn chó đốm nè. Trời ơi, sao bạn này lại có cái khuôn mặt khóc nữa. Nhìn dễ thương dữ vậy trời. Nhìn vô là thấy tội nghiệp luôn á. Thôi chị sẽ dán cho bạn ấy luôn. Đó, để xem bạn ấy khóc như thế nào.
Các bạn có từng coi chuyện 1001 chú chó đớm không? Rất là hay nha, siêu cảm động luôn. Wow. Rồi mình sẽ dán cái miệng vô. Ok. Đây. Không biết là có chuyện gì mà bạn ấy khóc. Nhưng mà chị nhìn á, chị thấy tội quá đi. Đúng không? Đó, các bạn xem, chú chó đớm khóc, nước mắt chảy. Quá thương thương. Ở ngoài các bạn đã từng thấy một con chó nào khóc chưa? Và bây giờ thì chị sẽ... Wow, bạn ấy có một cái nón nè. Đó, rất là ngầu luôn nha. Và tất cả đều có cái huy hiệu ta. Ôi, chó gì vậy ta? Wow, có một cái tai phone. Rồi một cái bình chữa cháy hả? Ok, đây, một cái bình chữa cháy. Wow, vậy là bạn nó đi cứu hỏa hả ta? Rồi cái này. Cái này là... Đây, đó, bạn nó đeo ba lô và chuẩn bị đi cứu hỏa. Sao mấy bạn chó này có vẻ như là rất là giỏi nha. Chị sẽ tháo ra và để ở mắt mũi miệng của bạn ấy, thì chị cũng sẽ để ở gần luôn nha. Ai, trời ơi, cái lưỡi nè. Khi chắc là bạn cứu xong thì bạn sẽ rất là vui. Tên tên, còn chú chó màu xanh lá này cũng thật là đáng yêu. Mình sẽ gỡ ra. Wow, và chị nghi nghi hình như đây là những chú chó cứu hộ thì phải. Trong phim hoạt hình, hả? Thì phải nha, đúng không ta? Thì chưa chắc chắn lắm, vì nó giống mấy con chó ở xóm chị. Bây giờ mình sẽ cho đeo cái khuôn mặt này đi nha. Đó, và bên đây sẽ có cặp mắt nữa. Quá đẹp luôn. Cái miệng nha. Wow, siêu đẹp trai. Rồi nón vô nào anh chàng siêu đẹp trai. Siêu đẹp trai nha. Nếu mà bạn này đeo kiếm vô thì các bạn nghĩ sao? Wow, quá ngầu luôn ha. Rồi có dòng cỏ luôn. Wow, và hình như là tất cả đều có ba lô nè. Đó, và có một cái đinh. À, bạn này sẽ đi đóng đinh. Đây, bạn này sẽ có một cái đinh nè. Để cầm cái đinh ha, và cầm cái búa để đóng đinh. Đó, mình sẽ để ngay cái tay của bạn này cho bạn làm nha. Rồi tháo ra. Còn đây thì là mắt của bạn và miệng của bạn nè. Chị xoay ngang như thế này thì nhìn giống như bạn này đang chuẩn bị đánh búa vô bạn này để giành cục xương. Wow. Và đây, câu chuyện sẽ thật thú vị với những chú chó này. Nếu như thiếu bạn này thì sẽ rất buồn. Giống bull của Pháp nha các bạn. Wow, con mắt này nó bị xót trở lại. Và đây nè, mình phải canh cái màu vàng ở trên nữa nè các bạn. Đó. Đây, cái miệng nè. Cái mặt siêu dễ thương luôn. Vậy thì bây giờ mình sẽ dán cái nón này lên. Đó. Rồi trời ơi, cái vòng cổ của bạn này cũng siêu to và siêu đẹp. Có một cái ba lô. Ôi rất là ngầu. Và bạn sẽ cầm theo một cái vít. Đây. Đó, mấy cái office để mà vặn vặn. Đây, và các bạn đã làm việc rất là vui vẻ và chăm chỉ. Và như vậy là chúng ta đã trang trí mắt mũi miệng xong cho 6 bạn chó rất là dễ thương của xóm chị luôn. Đó, nhìn rất là đáng yêu và đặc biệt nha. Chị cảm thấy là rất giống như là những chú chó cứu hộ. Không biết là các bạn thấy có đúng không? Những chú chó nổi tiếng trong phim hoạt hình đó. Ok, và các bạn biết tên của các bạn này không? Bạn xanh là tên gì? Nhiệm vụ gì? Mà chị thấy có cái loa, có bộ đàm nè. Rồi bạn màu hồng, nhiệm vụ dễ thương hay gì vậy ta? Rồi bạn này có cái sẻng. Bạn này thì có cái búa, bạn này thì có bình chữa cháy, bạn này thì có cái đồ vặn. Mỗi bạn đều có một cái nhiệm vụ riêng, rất là ngầu và rất là dễ thương luôn. Chị đoán là chó cứu hộ đúng không? Comment ở phía dưới và comment tên luôn cho chị biết với nha. Còn video thì đến đây là kết thúc rồi. Thân ái chào tạm biệt. Chúc các bạn vui khi xem video. Bye bye.